Tòa án quận Lefortovsky ở thủ đô Moscow, Nga ngày 30 tháng 3 ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với nhà báo Mỹ Evan Kurskovich vì nghi ngờ làm gián điệp. Ngay sau lệnh này, phía Mỹ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Thông báo của tòa nêu rõ, ông Kurskovich, phóng viên của báo The Wall Street Journal, bị tạm giam trong thời gian 1 tháng 29 ngày đến ngày 29 tháng 5 năm 2023 để chờ xét xử. Việc giam giữ có thể được gia hạn sau ngày trên. Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin tòa án cho biết trường hợp nhà báo Kurskovich đã được xếp vào loại tối mật. Trước đó, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết phóng viên Kurskovich đã bị tạm giữ tại Yekaterinburg với cáo buộc do thám khi đang tìm cách có được các thông tin mật. Thông báo nêu rõ ông Evan Kurskovich bị nghi do thám cho những lợi ích của chính phủ Mỹ và thu thập thông tin về một doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga. Điện Kremlin cảnh báo Washington không nên thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm vào truyền thông Nga sau vụ bắt giữ ông Kurskovich. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng Kurskovich đã bị bắt quả tang. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên kênh Telegram của mình rằng các hoạt động của Kurskovich ở Yekaterinburg không liên quan gì đến báo chí. Đây là đặc quyền của cơ quan an ninh Liên bang Nga. Chúng tôi không đưa ra thêm thông tin gì. Điều duy nhất tôi có thể nói, theo những gì chúng tôi biết, Kurskovich đã bị bắt quả tang. Phản ứng về lệnh tạm giam này, Wall Street Journal đã phủ nhận các cáo buộc nhằm vào nhà báo Kurskovich và nhà báo Mỹ cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc. Trong bối cảnh nhà báo Evan Kurskovich của Wall Street Journal bị bắt, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi các công dân Mỹ còn ở Nga ngay lập tức rời khỏi nước này. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ đang liên lạc với đại diện của Wall Street Journal về tình hình vụ bắt giữ phóng viên người Mỹ. Thông điệp của chúng tôi gửi tới các công dân Mỹ cư trú tại Nga là cảnh báo tư vấn du lịch đang ở cấp độ 4 và họ nên rời Mỹ. Tối qua, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã trực tiếp trao đổi với đơn vị quản lý ông Kurskovich là The Wall Street Journal. Bộ Ngoại giao cũng đã liên lạc với Wall Street Journal và gia đình ông về vấn đề này. Những cáo buộc gián điệp là vô lý. Việc chính phủ Nga nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ là không thể chấp nhận được. Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc giam giữ ông Kurskovich. Kurskovich sinh năm 1991, xuất thân từ một gia đình Xô Viết, cha mẹ di cư đến Mỹ vào năm 1979 và nói tiếng Nga. Nhà báo này đã làm việc cho nhiều cơ quan khác nhau như AFP, The Moscow Times và The New York Times.